Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hành Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 500 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Hiện em đang đứng ở trục đường bê tông khoảng 2 m nha anh chị. Bên rẽ phải là liên thông ra đường Quyền Lộ 54 khoảng 1 km. Con đường này thì anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua anh chị cất nhà ở là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Mỹ Hạnh Đông, trường cấp 1, trường cấp 2, cách khoảng 1 km. Thửa đất mà hôm nay em giới thiệu anh chị, phía trước mình có một con kênh rộng khoảng 10 m nha anh chị. Rất là thuận tiện để cho anh chị, cô chú mình thoát nước nè, và mình lấy nước để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Về thì anh chị, cô chú mình có thể trồng tất cả cây ăn trái như là sầu riêng nè, dừa, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ra đường bê tông 3 m, khoảng 500 m. Phía trước thì gia chủ có trồng một số cây ăn trái như là dừa và một số mít thái nha anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo mặt tiền là 10 m và có chiều dài khoảng 45. Đất mình nở hậu ra là 13 m, tổng diện tích là 500 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Nếu anh chị, cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị, cô chú mình lên thổ cư nha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng bắc. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 78 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 350 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vị tinh. Về đây thì anh chị, cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Đất thì thấp hơn mặt đường khoảng 5 tấc nha anh chị. Về thì anh chị, cô chú mình có thể san lấp mặt bằng thêm. Đất thì không mồ mả, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua anh chị cất nhà ở là thích hợp nha. Phía trước thì mình có một con kênh rất là rộng luôn anh chị. Về thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp phiêu kênh. Ở chiều chiều thì anh chị ra mình câu cá nè để giải trí rất là tuyệt vời luôn nha. Hoặc anh chị có bạn bè buổi chiều mình ra đây mình sương sương vài lon là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Với giá là 350 triệu, tổng diện tích là 500 m², và gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang,
bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi và thương lượng giá tốt nhất để anh chị cô chú mình mua về để cất nhà ở là thích hợp nha. Đường này thì rộng khoảng 2 mét anh chị, và cũng đang có dự án lên là mở ra là 3 mét luôn anh chị. Sau này thì anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô thoải mái luôn nha. Ngang của mình là 10 mét và có chiều dài khoảng 45. Đất mình nở hậu ra là 13 mét. Tổng diện tích là 500 mét vuông anh chị. Đất của mình là đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư á, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị lên thổ cư nha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà phường nè, đất phường để anh chị cô chú mình mua để anh chị ở và đầu tư nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất có tổng diện tích là 500 mét vuông. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị, với giá là 350 triệu và gia chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn nha. Ở đây thì mình có điện nước nè, khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông, phù hợp để anh chị cô chú mình mua các nhà phường nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Và mình cách chợ, trường học, ủy ban khoảng 1 km đổ lại. Đất của mình thì thấp hơn mặt đường khoảng 5 tấc anh chị. Về thì mình có thể san lấp mặt bằng thêm nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 350 triệu nha anh chị, và bao giấy tờ sang tên cho anh chị luôn. Giá này thì còn thương lượng anh chị, mình về xem gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua nha. Đây là tổng quan thửa đất, anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.